Đối với mẫu áo này mình cần chuẩn bị dụng cụ như sau, thì kim móc mình sẽ dùng kim móc 4.5 mm ha. Đây. 4.5 mm thì nó tương đương với lại chữ G. Còn về len á, thì mình sẽ dùng len sợi như thế này. Mình nghĩ chắc cái này là sợi 1 mm, 1.5 mm. Trên cuộn len của mình mua thì nó cũng có ghi thông số ha. Thì ở đây mình dùng len hiệu này nè, nặng 141 g và dài 408 m. Thông số đan thì nó dùng cho kim đan 4 mm, kim móc cũng 4 mm, là tương đương với chữ G. Sao ở đây chữ G lại là 4.5 ta? Ồ, mình dùng 4.5. Và về phần áo á, thì các bạn sẽ móc phần thân trước và thân sau y chang như nhau. Sau đó thì các bạn ráp lại. Ở đây mình đã móc được một phần thân rồi nè. Mình sẽ móc cái tương tự như vậy, không khác gì hết. Sau đó thì ráp hai phần lại với nhau là được ha. Đầu tiên các bạn sẽ khởi tạo một mũi. Rồi. Sau đó mình sẽ móc lên 78 mũi bính. Một, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiếp tục các bạn cứ khởi tạo như vậy cho mình 78 mũi bính nha. Như vậy là mình đã móc được một đoạn dây gồm 78 mũi bính. Tiếp theo, hàng thứ nhất mình sẽ tiến hành móc như sau. Đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi móc kép vào cái bính thứ tư. Đây các bạn sẽ bắt đầu đếm nè. Đây mình sẽ đếm là mũi bính đầu tiên ha. 1 1 2 3. Và đây sẽ là mũi bính thứ tư nè. Các bạn sẽ móc vào đây. Và mũi bính thứ tư này một mũi kép. Có nghĩa là các bạn sẽ bỏ qua 3 mũi bính và móc vào mũi bính thứ tư một mũi kép. Và ở đây mình sẽ đếm cái này là 2 mũi kép ha. Cái bính này sẽ tương đương với một mũi kép, và đây một mũi kép là sẽ được 2 mũi kép rồi ha. Sau đó các bạn sẽ trượt, các bạn sẽ bỏ qua một bính. Các bạn sẽ bỏ qua một chân bính, là một chân bính kế tiếp này các bạn bỏ qua không móc ha. Sau đó các bạn sẽ móc 3 mũi kép chung chân vào cùng cái bính này. Bỏ qua một bính không móc, móc 3 mũi kép chung chân. Mũi kép thứ nhất. Mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Như vậy là mình đã móc được 3 mũi kép chung chân vào cùng một chân và cùng một chân bính ha. Tiếp theo các bạn lại bỏ qua hai bính. Các bạn bỏ qua hai bính không móc. 1, 2, bỏ qua 2 không móc. Móc vào đây một cái, mình sẽ gọi là cái chữ V á. Thì cái chữ V các bạn sẽ móc như sau. Đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi kép. Sau đó lên một bính. Và tiếp theo móc một mũi kép vào chung chân với lại cái mũi kép vừa rồi. Và ở đây mình gọi cái này là chữ V ha. Còn cái này thì là 3 mũi kép chung chân, hay gọi là cái rễ quạt á.
Tiếp theo mình lại bỏ qua 2, cho đến đây mình sẽ lặp lại cụm công thức nha. Cụm công thức sẽ bắt đầu như sau. Đầu tiên mình sẽ bỏ qua 2 mũi bính không móc. Móc 3 mũi kép chung chân vào cái bính kế tiếp. Một, hai, ba. Rồi tiếp theo mình lại bỏ qua 2 chân bính, móc một cái chữ V vào chân móc kế tiếp. 1, 2, bỏ qua không móc, móc một cái chữ V. Thì như mình đã nói, chữ V, cách móc chữ V đầu tiên là một mũi kép, sau đó lên một bính và móc tiếp một mũi kép tiếp theo chung chân. Đó. Như vậy là mình đã kết thúc cụm công thức. Ở đây cụm công thức của mình sẽ như sau. Đầu tiên bỏ qua 2 chân bính, móc 3 mũi kép chung chân vào cái bính kế tiếp. Sau đó lại bỏ qua 2 chân bính, móc một chữ V vào chân móc kế tiếp. Và các bạn cứ lặp lại cụm công thức này cho đến khi còn 3 cái chân bính cuối cùng thì dừng lại ha. Đó, các bạn cứ bỏ qua 2 chân, 1, 2 nè, móc. Đầu tiên sẽ là móc 3 mũi kép chung chân, sau đó lại móc một chữ V. Hai đó nó cứ lặp đi lặp lại như vậy thôi. Nhớ là mỗi khi móc một cụm nào là mỗi khi móc 3 mũi kép chung chân hoặc móc một chữ V là phải bỏ qua 2 chân bính ha, rồi mới móc. Chữ V là phải có một bính ở giữa 2 mũi kép nó mới thành chữ V ha. Nhớ, các bạn nhớ để ý cái đó để tránh móc bị sai á. Và các bạn tiếp tục móc như vậy cho mình đến khi còn 3 chân bính cuối cùng thì dừng lại ha. Cụm công thức của mình là cứ 3 mũi kép chung chân xen kẽ với một chữ V vậy đó. Đây mình còn 3 cái chân bính cuối cùng này các bạn. Tiếp theo mình sẽ bỏ qua một chân bính không móc và móc 2 mũi kép vào 2 chân bính cuối cùng. Một mũi kép này, tiếp theo thêm một mũi kép vào chân móc và cái bính cuối cùng. Như vậy là kết thúc hàng thứ nhất. Và ở đây mình sẽ đếm được tổng cộng là 12 chữ V ha. Mình sẽ không đếm 3 mũi kép chung chân, mình chỉ đếm chữ V thôi, thì mình sẽ có được 12 cái chữ V nha. Tiếp theo lên hàng thứ 3, các bạn sẽ móc như sau. Các bạn quay đầu lại, móc lên cho mình 3 bính. 1, 2, 3. 3 bính này sẽ tương đương như là một mũi kép ha. Sau đó các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, không móc, móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép. Tiếp theo các bạn sẽ móc vào cái lỗ này, cái lỗ của cái chữ V này này. Đó. Các bạn lại móc một chữ V vào cái lỗ đó. Thì chữ V đầu tiên sẽ là một mũi kép, sau đó một bính và tiếp theo lại một mũi kép nữa. Như vậy là mình đã móc được một chữ V vào cái chân của chữ V của hàng dưới ha. Sau đó thì mình sẽ móc một cái mũi, mình sẽ móc 3 mũi kép chung chân vào cái giữa của cái mũi kép chung chân của hàng dưới này này. Có nghĩa là mình sẽ bỏ qua 2 chân mũi, 1, 2 và móc vào chân móc thứ ba của hàng dưới, thì nó cũng là cái trung tâm của hàng dưới này. Đây cũng là mũi trung tâm của cái 3 mũi kép chung chân của hàng dưới ha. Thì mình cũng móc vào đây 3 mũi kép chung chân. Đó. Tiếp theo lại đến chữ V thì mình lại móc chữ V vào đó.
sau đó lại đến 3 mũi kép chung chân thì mình lại làm tương tự như vậy ha. Cái mẫu này thực sự là khá đơn giản đấy, các bạn móc trong vòng 1 ngày là xong cái áo rồi. Và các bạn cứ tiếp tục lặp lại như vậy cho đến khi còn 2 mũi cuối thì dừng lại nha. Có nghĩa là các bạn sẽ móc xong 3 mũi kép chung chân cuối cùng này thì dừng lại. Ở đây mình đã móc xong 3 mũi kép chung chân cuối cùng rồi nè. Tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép vào chân móc kép kế tiếp của hàng dưới ở đây. Sau đó móc một mũi kép vào cái dây mắt xích thứ 3 của hàng dưới. Như vậy là cuối hàng mình có 2 mũi kép nha các bạn. Để ý cái bước này. Sau đó các bạn sẽ móc lên hàng thứ 3, quay đầu lại và móc lên 3 bính. 1 2 3. 3 bính này sẽ tương đương với một mũi kép ha. Tiếp theo các bạn sẽ bỏ qua cái chân móc đầu tiên này, móc vào chân móc kế tiếp một mũi kép. Ở đây các bạn lại gặp cụm 3 mũi kép chung chân thì các bạn lại móc vào cái mũi kép trung tâm này, 1 2 3 thì đây sẽ là mũi kép trung tâm của hàng dưới ha. Các bạn lại móc vào đây 3 mũi kép chung chân. Sau đó các bạn lại gặp cái chữ V của hàng dưới thì các bạn lại móc vào cái lỗ một chữ V. Tiếp tục các bạn lại gặp 3 mũi kép chung chân của hàng dưới thì các bạn cứ căn vào cái mũi trung tâm này nè. Các bạn lại móc lên 3 mũi kép chung chân. Và lại gặp mũi chữ V thì mình lại làm tương tự. Và các bạn cứ làm như vậy cho đến cuối hàng khi các bạn móc xong cái chữ V này ha. Đây. Cuối hàng khi các bạn hoàn thành xong chữ V này. Mình đã móc đến chữ V cuối cùng rồi này các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ móc vào đây và chân móc kế tiếp. Này, chân móc kép của hàng dưới đó một mũi kép. Sau đó lại móc vào cái dây mắt xích thứ 3 của hàng dưới một mũi kép. Như vậy các bạn để ý ở đây á là mình sẽ luôn luôn có 2 mũi kép ở cuối hàng và 2 mũi kép ở đầu hàng. Thì 3 cái bính này mình cũng tính là mũi kép rồi ha. Như vậy là mình đã hoàn thành hàng thứ 3 của cái mẫu áo này. Đến đây các bạn cứ tiến hành lặp lại hàng thứ 2 và hàng thứ 3 như vậy cho đến khi các bạn sẽ đếm được tổng cộng là đợi đây 1 2 3, ở đây mình có 3 hàng rồi ha. Thì các bạn sẽ đếm như vậy được tổng cộng là 32 hàng thì dừng lại. Hoặc là các bạn muốn cái áo dài hơn hay ngắn hơn á, thì các bạn có thể giảm số hàng đi ha. Đối với mình thì mình muốn nó hơi dài một chút nên là mình móc 32 hàng. Mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn có đủ 32 hàng ha. Như vậy là ở đây mình đã móc được 32 hàng rồi. Và mình đã đủ cái kích thước mà mình mong muốn ha. Tiếp theo mình sẽ tiến hành chiết nách. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu tiến hành chiết nách ở mặt phải ha. Và các bạn nhận biết mặt phải bằng cách các bạn nhìn cái sợi dây mà các bạn chuẩn bị móc này nè. Và cái sợi dây mà các bạn bắt mũi, các bạn khởi tạo mũi đầu tiên, hai cái sợi dây này nó sẽ nằm hai hướng khác nhau ha. Thì đây sẽ là mặt phải. Đây. Và mình bắt đầu chiết nách ở mặt phải ha. Đầu tiên các bạn sẽ trượt cho mình 7 mũi không móc. Trượt mũi thứ nhất. Trượt mũi thứ hai. Trượt mũi thứ ba. Trượt mũi thứ tư. Thứ năm. Thứ sáu. Và tính luôn cái dây bính này là mũi thứ bảy ha. Yeah.
Sau đó các bạn sẽ trượt thêm một mũi ở đây nữa là mũi thứ 8. Tiếp theo các bạn sẽ móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình kim 3 mũi kép trung chân vào cái mũi trung tâm của hàng dưới. Một, hai, ba. Như vậy là một cái mũi kép, một cái cụm 3 mũi kép trung chân của hàng dưới thì sẽ tương đương với lại 3 mũi kép trung chân ở hàng trên, và các bạn móc vào cái mũi chân mũi trung tâm này ha. Tiếp theo đến chữ V thì các bạn lại móc vào đây chữ V. Và các bạn lại tiếp tục tiến hành móc 3 mũi kép trung chân xen kẽ với lại chữ V như vậy cho đến khi còn 8 chân mũi cuối hàng thì dừng lại ha. Đó, các bạn cứ tiến hành móc cho đến khi còn 8 chân mũi cuối hàng. Ở đây cứ 3 mũi kép trung chân của hàng dưới tương đương với lại 3 mũi kép trung chân của hàng trên, và chữ V của hàng dưới thì mình cũng tương đương với chữ V của hàng trên ha. Nó cũng dễ móc thôi. Đó, cứ 3 mũi kép trung chân thì mình cũng móc thêm. Mình cũng móc 3 mũi kép trung chân tương đương cho hàng tiếp theo. Xin lỗi các bạn nha, hồi nãy mình nói là chừa lại 8 mũi thì dừng lại, nhưng mà thực ra là các bạn móc hết cái chữ V cuối cùng này thì dừng lại ha. Đây là cái chữ V cuối cùng rồi. À, đây kia là cái chữ V gần cuối cùng, đây là cái chữ V cuối cùng, và đây là cái mũi 3 mũi kép trung chân, thì đây là cái chữ V gần cuối cùng nha. Đó, mình móc đến đây rồi ha. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép vào cái mũi đầu tiên của cái cụm này. Đây, nó sẽ ở đây ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong hàng thứ nhất của phần chiết nắp. Các bạn quay đầu lại móc lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai đầu tiên các bạn sẽ móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ móc vào cái lỗ trung tâm của cái mũi chữ V này nè. Một mũi kép. Tiếp theo các bạn móc 3 mũi kép trung chân vào cái chân móc, vào cái cụm 3 mũi kép của hàng dưới ha. Các bạn để ý ở đây cái phần cái đầu mũi và cuối mũi á, nó sẽ hơi khác so với phần thân ha. Mình đang tiến hành giảm mũi đi á. Sau đó lại móc chữ V. Và các bạn cứ tiến hành móc chữ V xen kẽ với lại 3 mũi kép trung chân như vậy cho đến gần cuối hàng thì dừng lại. Mình sẽ hướng dẫn tiếp ở cuối hàng ha. Như vậy ở đây mình đã móc đến cái chữ V cuối cùng của hàng thứ hai, tức là hàng thứ hai chiết nách. Tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép vào cái chân móc kép trung tâm này. Đây ha, các bạn để ý ha. Đây, mình sẽ móc một mũi kép vào cái chân mũi kép trung tâm của hàng dưới này. Sau đó móc một mũi kép vào cái dây mắt xích thứ 3 của hàng dưới. Như vậy là mình đã kết thúc hàng thứ hai. Quay đầu lại và móc lên hàng thứ 3. Hàng thứ 3 đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình một bính, sau đó trượt một mũi vào cái dây mắt xích đầu tiên này.
Sau đó móc lên cho mình 3 bính, 1, 2, 3. Sau đó lại tiếp tục móc cái chữ V vào cái chân móc chữ V của hàng dưới. Sau đó các bạn lại móc 3 mũi kép chung chân. Và các bạn cứ tiến hành móc chữ V xen kẽ với 3 mũi kép chung chân cho đến gần cuối hàng thì mình sẽ hướng dẫn tiếp ha. Ở đây mình đã móc đến 3 mũi kép chung chân cuối cùng. Và mình sẽ kết thúc bằng một mũi kép. Mình sẽ kết thúc bằng một mũi kép ở cái mũi kép chung, ở cái mũi kép của hàng dưới này ha, trên mũi kép của hàng dưới. Như vậy là mình đã kết thúc hàng thứ ba. Các bạn quay đầu lại và móc lên hàng thứ tư. Hàng thứ tư đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 bính, 1, 2, 3. Sau đó các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép. Đây, các bạn sẽ móc một mũi kép vào cái chân móc kép trung tâm của cái ba mũi kép chung chân này này. Đây, các bạn móc vào cái mũi này nha. Sau đó lại móc chữ V cho mình. Tiếp theo lại móc xen kẽ ba mũi kép chung chân. Lại xen kẽ với chữ V và các bạn móc xen kẽ như vậy cho đến gần cuối hàng thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp ha. Mình đã móc đến 3 cái mũi kép chung chân của hàng dưới này rồi ha. Và đây mình còn nhiêu đây. Tiếp theo mình sẽ móc một mũi kép vào cái chữ V của hàng dưới. Sau đó móc một mũi kép vào cái chân móc này và cái dây mắt xích thứ ba của hàng dưới. Như vậy là mình đã kết thúc hàng thứ tư của phần chiết nách. Đến đây mình đã chiết xong phần nách rồi. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành móc cho mình y chang như là phần thân, tức là các bạn sẽ móc lặp lại hàng thứ hai và hàng thứ ba của phần thân. Nhưng mà đầu tiên mình sẽ lặp lại hàng thứ ba ha. Sau khi kết thúc hàng thứ tư của phần chiết nách thì mình sẽ không chiết nách nữa, mà mình sẽ tiến hành lặp lại hàng thứ hai và thứ ba. Nhưng mà đầu tiên thì mình sẽ lặp lại hàng thứ ba, tức là mình sẽ móc lên 3 bính. Sau đó mình sẽ móc một mũi kép vào cái chân móc kép kế tiếp này. Sau đó lại móc 3 mũi kép chung chân. Nói chung đến đây là các bạn sẽ móc giống phần thân. Và kể từ hàng thứ 5 cho đến hàng thứ 11, các bạn sẽ móc giống phần thân ha. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi các bạn đã móc xong hàng thứ 11 nha. Như vậy là ở đây mình đã móc xong hàng thứ 11 của phần chiết nách rồi và mình được một đoạn như thế này. Tiếp theo các bạn sẽ tiến hành chiết cho phần cổ áo ha. Thì các bạn dùng một cây kim đánh dấu này, sau đó các bạn sẽ đếm cho mình 13 mũi. Tính từ cái chỗ mà mình mà tính từ điểm bắt đầu ở đây thì đây sẽ là mũi đầu tiên ha. Đây. Đây sẽ là mũi đầu tiên. Mũi thứ 2, thứ 3, thứ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Đây là mũi thứ 13 thì mình sẽ đặt cái đánh dấu vào cái mũi thứ 14 này.
Và mình sẽ tiến hành móc ở trong 13 mũi này thôi. Đầu tiên các bạn sẽ móc lên cho mình 3 bính. Móc tương tự như phần thân ha. 1, 2, 3. Sau đó móc một mũi kép vào chân móc thứ hai. Tiếp theo móc một chữ V. Cái này móc tương tự như phần thân nhưng mà mình chỉ móc ở trong 13 mũi này thôi. Để mình chừa cho phần cổ áo á. Sau đó móc 3 mũi kép chung chân. Móc một chữ V. Sau đó móc một mũi kép vào cái chân móc thứ hai này. Tiếp theo quay đầu lại. Các bạn móc lên 3 bính. 1, 2, 3. Sau đó móc một chữ V. Tiếp theo móc 3 mũi kép chung chân. Sau đó lại móc một chữ V. Tiếp tục móc một mũi kép vào cái chân móc kép của hàng dưới. Và móc mũi kép cuối cùng vào cái dây mắt xích thứ 3 của hàng dưới. Đến đây mình sẽ cắt len và khóa len lại. Và mình đã hoàn thành xong một bên vai. Mình sẽ bỏ cái đánh dấu này ra ha. Sau đó các bạn sẽ đếm cho mình 26 mũi. Đây. Tiếp tục đếm 26 mũi ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và cứ đếm như vậy cho mình đủ 26 mũi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Đây các bạn sẽ đặt cái đánh dấu vào cái mũi thứ 26 này. Sau đó các bạn sẽ khởi tạm mũi cho mình. Các bạn sẽ đâm vào cái lỗ này. Đâm vào cái lỗ chữ V kế tiếp của cái đánh dấu này ha. Móc lên cho mình 3 bính. 1, 2, 3. Sau đó các bạn móc 3 mũi kép chung chân. À đây, 3 mũi kép chung chân vào cái hàng ở dưới này ha. Một nè. Hai. Ba. Sau đó lại một chữ V. Tiếp theo lại 3 mũi kép chung chân. Sau đó là một mũi kép và chân móc kép của hàng dưới. Và cuối cùng là một mũi kép vào cái dây mắt xích thứ 3 của hàng dưới. Quay đầu lại móc lên hàng tiếp theo.
Đầu tiên các bạn cũng lên 3 bính, 1, 2, 3. Sau đó móc một mũi kép và trên móc kép kế tiếp. Tiếp theo móc 3 mũi kép chung chân. Sau đó móc một chữ V. Lại ba móc 3 mũi kép chung chân. Sau đó móc một mũi kép vào cái dây mắt xích thứ ba của hàng dưới. Như vậy là mình đã kết thúc. Các bạn cắt len và khóa len lại, mình đã hoàn thành xong phần vai còn lại. Và bỏ cái đánh dấu này ra được rồi. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp chiếc áo ha. Thì ở đây mình sẽ ráp phần thân trước. Các bạn sẽ đặt hai mặt phải nó tiếp xúc với nhau như thế này. Các bạn sẽ ráp ở mặt phải chứ không phải ở mặt trái ha. Thì hồi như ban đầu mình đã hướng dẫn các bạn nhận biết mặt trái mặt phải rồi đó. Thì đây cái hai cái sợi dây này nè. Đây là sợi dây mình bắt đầu bắt mũi ha. Nó sẽ nằm ở bên tay phải của mình. Đây. Và nó có cái đường G như thế này. Mà mình móc bằng tay trái á, nhiều khi nó sẽ khác các bạn một chút á. Các bạn canh cái sợi dây lúc mà mình bắt mũi đó, cái đường móc nó nằm như thế này nè. Mặt trái thì nó sẽ như vậy, mặt phải thì nó như vậy. Thì hàng đầu tiên của mình là mặt phải đó. Đối với mẫu này hàng đầu tiên là mặt phải. Và các bạn nếu như các bạn không phân biệt được thì các bạn có thể đánh dấu vào mặt phải cũng được. Sau đó mình sẽ dùng một cây kim khâu len này. Trước tiên mình cố định hai cái phần nẹp ở dưới này lại. Sau đó các bạn sẽ đâm luồn qua cái mũi kép này, luồn cây kim qua cái kia mũi kép này nè. Đó, các bạn luồn vào giữa cái mũi như vậy. Bên này các bạn cũng làm tương tự, các bạn luồn vào giữa cái mũi kép. Tiếp theo thì các bạn cứ tiến hành làm như vậy thôi, cứ luồn vào giữa cái mũi kép để các bạn cứ lần lượt tiến hành ráp như vậy cho mình cho đến lên cái đến phần nách, bằng cách mình cứ đâm luồn vào giữa cái mũi móc thôi. Đây. Các bạn cứ tiến hành ráp như vậy cho mình nha. Cho hết hai phần thân luôn á. Để ráp phần vai áo thì các bạn ráp như sau. Đầu tiên các bạn cũng khóa hai cái điểm đầu của cái vai lại với nhau.
đó các bạn đưa qua cái đường G này này. Đó. Các bạn cứ khâu hai cái đường G đó lại với nhau. Phần vai bên kia các bạn cũng ráp tương tự như vậy ha. Bước tiếp theo mình sẽ tiến hành viền, tạo viền cho phần nách, phần cổ và phần ở dưới nẹp áo này ha. Thì ở đây mình đã làm sẵn một bên nách rồi nè, bên nách còn lại các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy ha. Mình sẽ viền bằng hai đường, hai hàng mũi đơn á. Đơn giản như vậy thôi. Đầu tiên các bạn khởi tạm mũi. Và mình sẽ bắt đầu viền ở dưới cái phần nách này, tức là cái đường mà mình mới may ráp lại đó. Mình sẽ viền ở cái đó. Sau đó các bạn móc lên một bính. Tiếp theo các bạn viền ở dưới cái đường nách này. Các bạn viền bằng mũi đơn ha. Các bạn viền nách thì các bạn đếm số mũi là bao nhiêu để khi các bạn viền sang viền cho cái phần nách bên kia thì nó phải giống nhau thì cái nách nó mới đều ha. Sau khi viền ở dưới cái phần này rồi thì ở đây mình sẽ có những cái lỗ này, thì đây là mỗi ba cái mắt xích này nè, mỗi ba cái mắt xích đó mình sẽ đâm vào và mình móc lên hai mũi đơn đó. Ở đây cũng cái mắt xích này, cứ cái mắt xích thì các bạn đâm vào cái lỗ đó và móc hai mũi móc đơn ha. Cái sợi len mà dư thì các bạn giấu luôn bằng cách các bạn móc gộp vào lại như thế này nè. Chút nữa các bạn đỡ phải giấu len. Đó. Và các bạn cứ tiến hành viền như vậy cho mình hết phần nách ha. Cứ hai cái bính, cứ một dây bính là tương đương hai mũi móc đơn và vòng hết một vòng xung quanh. Sau đó các bạn sẽ dùng mũi trượt để nối cái vòng tròn nách lại. Sau đó thì móc thêm một hàng mũi đơn nữa rồi kết thúc ha. Nó chỉ bằng, mình chỉ viền bằng hai đường mũi đơn thôi. Nếu các bạn thích nó điệu hơn thì có thể viền bằng mũi bông dâu hay gì đó. Còn ở đây thì mình viền bằng mũi đơn hết. Viền ở mặt phải nha các bạn, mặt phải của chiếc áo á. Mình đã viền xong hai phần tay, hai phần nách áo rồi. Đến đây mình sẽ viền phần cổ áo. Cổ áo cũng viền tương tự như phần nách ha, cũng viền bằng hai hàng đơn. Đây, mình sẽ bắt đầu bằng cái điểm ở trên vai này.
một cái mắt xích thì cứ ba cái dây bính thì mình móc hai mũi đơn. Xuống dưới đây rồi thì mỗi một chân móc mình sẽ móc một mũi móc đơn. Và các bạn cứ tiến hành viền như vậy hết phần cổ giúp mình nha. Sau khi viền xong phần cổ thì các bạn lại tiến hành viền ở phần ở dưới nẹp thân này nè. Thì mỗi một chân mũi các bạn sẽ móc một mũi móc đơn và các bạn sẽ móc hai hàng mũi đơn ha. Sau khi kết thúc một hàng mũi đơn thì các bạn sẽ dùng mũi trượt, sau đó lại móc lên hàng mũi đơn tiếp theo.